Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài ôn số 1 các bạn nhé. Review 1. Như vậy là cứ sau 3 mỗi unit thì chúng ta sẽ có một bài ôn. Ở bài ôn này, cô sẽ chia làm 2 video. Video thứ nhất, chúng ta sẽ thực hành phần language, ngôn ngữ. Và video thứ hai là phần skills, luyện tập những kỹ năng. Đối với phần ngôn ngữ thì chúng ta sẽ làm bài tập để thực hành về phát âm, từ vựng và ngữ pháp. Tragedy, sunset, ordinary, ordinary people, calorie, fair, organize. Từ này chúng ta sẽ có hai cách viết và cách đọc thì giống nhau. Piece of art, dry leaf, stick. One. Circle the word in which the underlined part is pronounced differently, then listen, check, and repeat. Yêu cầu của phần 1, khoanh tròn vào những từ có phần phát âm khác với các từ còn lại, sau đó lắng nghe, kiểm tra và lặp lại theo máy. Các em có 5 câu, mỗi câu 3 từ. Ở câu 1, các em có thể thấy được là 3 từ này thì có phần gạch chân là chữ cái ER. Tuy nhiên thì nó sẽ có phần phát âm khác nhau. Ở câu A, proverb, thì các em có thể thấy được ở đây là âm R. R, âm ơ dài, có nghĩa là khi nói thì chúng ta phải cong lưỡi. R. Còn nếu như khi các em tra từ điển vào phần phiên âm thì âm ơ này nó sẽ viết giống như số 3 và có dấu hai chấm ở bên cạnh. Câu B, together, cũng là âm ơ, nhưng nó là âm ơ ngắn, chúng ta nói nhanh và dứt khoát và không phải cong lưỡi các bạn nhé. Together. Exercise. Câu C cũng vậy, cho nên chúng ta có thể thấy từ có phần phát âm khác với hai từ còn lại, đó chính là đáp án A. Câu số 2, learn, earn, hear. Như vậy thì ba từ này, phần được gạch chân là chữ cái E, A, chữ E và chữ A. Thì khi đọc lên các em đã thấy cái sự khác nhau rồi. Learn, earn, nó khác với câu C là hear, vần ear. Cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô phương án C. Câu 3, collected, cleaned, decided. Câu này khi đọc lên thì chúng ta nghe thấy rất rõ về cách phát âm của động từ khi thêm đuôi ed. Thì ở câu A và câu C nó là đuôi it, còn câu B là đuôi the. Nếu như bạn nào đã học kỹ cách đọc động từ khi thêm đuôi ed thì chúng ta có thể làm câu 3 và câu 4 một cách rất là dễ dàng. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được đáp án của chúng ta là đáp án B các bạn nhé. Câu số 4, listened, helped, what. Như vậy câu này cũng vậy, khi đọc lên các em nghe thấy là phần đuôi rất là khác nhau rồi. Câu B và câu C thì nó có đuôi là T, còn câu A thì nó có đuôi là D, đúng không? Đây chính là phần đọc động từ khi thêm đuôi ED, nó cũng giống như câu 3 các em nhé. Chúng ta có thể chọn được từ khác là câu A. Câu số 5, laugh là đuôi F, đuôi F, còn câu B là ghost. Câu C là rough, cũng là đuôi F. Như vậy thì từ khác đó chính là câu B. Bây giờ các em cùng nghe và nhắc lại theo máy, đồng thời kiểm tra đáp án các bạn nhé. 1. A. Proverb. B. Together. C. Exercise. 2. A. Learn. B. Earn. C. Hear. 3. A. Collected. B. Cleaned. C. Decided. 4. A. Listened. B. Helped. C. Watched. 5. A. Laugh. B. Ghost. C. Rough. Như vậy là các em vừa lắng nghe theo máy và phần này để biết rõ hơn là những cái từ đó nó gồm phần phiên âm như thế nào thì các em hãy tra từ điển, chúng ta viết ra vở và tập thực hành lại các bạn nhé. 2. Put the phrases below in the correct columns. Yêu cầu của phần 2 là xếp các cụm từ dưới đây vào cột đúng. Chúng ta có các cụm từ là
raising money for charity, gây quỹ từ thiện, doing judo là tập judo, helping street children, giúp đỡ trẻ em lang thang, collecting stamps, sưu tập tem, doing volunteer work, làm công việc tình nguyện, donating clothes là tặng quần áo, cleaning your room là lau dọn phòng của bạn, doing sport là chơi thể thao. Activities you do for, những hoạt động mà em làm là dành cho, thì chúng ta sẽ có hai cột, yourself là dành cho chính bản thân em, your community là cho cộng đồng. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào ý nghĩa của từng cụm từ để các em xếp các bạn nhé. Ở cụm từ đầu tiên, raising money for charity, gây quỹ từ thiện, thì dĩ nhiên là các em làm việc này là cho cộng đồng rồi, cho nên chúng ta sẽ xếp nó vào cột thứ hai. Doing judo, tập judo thì sẽ tốt cho sức khỏe của chính bản thân mình, các em sẽ xếp vào cột thứ nhất. Helping street children là giúp đỡ trẻ em đường phố thì chúng ta sẽ xếp vào cột thứ hai vì hoạt động này là dành cho cộng đồng. Collecting stamps thì đây là những cái sở thích riêng của mình, sưu tập tem sẽ là cho chính mình. Doing volunteer work, làm công việc tình nguyện thì đương nhiên là cho cộng đồng rồi. Donating clothes, tặng quần áo cũng vậy các bạn nhé. Cleaning your room là dọn dẹp phòng của bạn thì sẽ là cho chính bạn. Doing sport, chơi thể thao thì cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta. Các em sẽ xếp vào cột thứ nhất. 3. Complete the sentences with the words and phrases below. Hoàn thành những câu dưới đây với từ hoặc là cụm từ cho trước. Các em có phần cho trước là hobby, sở thích. Colored vegetables là rau quả có màu sắc. Chapped lips là môi bị nứt nẻ. Mountainous areas là những vùng ở miền núi. Taking photos là chụp ảnh hay là chụp hình. Community là cộng đồng. Chúng ta cùng làm các bạn nhé. Và đối với những câu này thì các em hãy đọc kỹ những phần cho trước và phần đứng sau của chỗ trống. Từ đó khiến chúng ta chọn từ và cụm từ được dễ dàng hơn. Câu số 1. Eating and exercising can help you keep fit and stay healthy. Ăn, thức ăn gì đó và tập thể dục và luyện tập thì có thể giúp cho bạn giữ được vóc dáng và sức khỏe. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể chọn cho cô cụm từ là colored vegetables, là ăn những rau củ có màu sắc. Câu 2. The donate a book event helps children in. Sự kiện donate a book là sự kiện tặng sách thì giúp cho trẻ em ở những vùng núi đúng không? Cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô là mountainous areas. Câu số 3. My brother spends a lot of time making models. That's his. Anh trai của tôi dành nhiều thời gian vào việc làm mô hình thì đó chính là sở thích của anh ấy. Các em sẽ chọn từ hobby. Câu số 4. If you have use lip balm. Nếu như bạn bị môi nứt nẻ thì bạn nên dùng son dưỡng môi. Như vậy chúng ta sẽ có cụm từ là chapped lips. Câu số 5. There are many things you can do to help your. Có nhiều thứ mà bạn có thể làm để giúp đỡ cho cộng đồng của bạn. Các em phải chọn là community. 4. Fill in the blanks with the correct tense of the verbs in brackets. Yêu cầu của phần số 4 là chúng ta điền vào chỗ trống với thì đúng của động từ trong ngoặc. Như vậy là phần này chúng ta sẽ làm bài tập để luyện tập về ngữ pháp các bạn nhé. Các em nhớ là trong các lesson trước chúng ta đã học ngữ pháp về các cái thì của động từ, thì hiện tại đơn, rồi thì quá khứ đơn. Thì trong đây chúng ta sẽ thực hành với câu khẳng định, phủ định và câu nghi vấn các bạn nhé. Như vậy để nhận biết được các thì khi đọc mỗi câu lên, các em hãy để ý và chúng ta tìm ra những cái từ, những cái trạng từ là cái phần là dấu hiệu nhận biết ra thì của động từ, để từ đó chúng ta có thể chọn thì động từ đúng các bạn nhé. Như ở câu số 1, he often read books in dim light, so his eyes hurt. Cậu ấy thường đọc sách ở ánh sáng lờ mờ, bởi vậy mà mắt cậu ấy bị đau. Ở đây chúng ta thấy có trạng từ là often. Đây là trạng từ tần suất. Trạng từ chỉ sự thường xuyên thể hiện rằng câu này sẽ được chia động từ ở thì hiện tại đơn. Cho nên đối với động từ read, các em sẽ chia thì hiện tại đơn với chủ ngữ là he. Thì chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, động từ này các em thêm s. Câu số 2, you do the gardening at the weekend. Đây là một câu hỏi, câu nghi vấn. Và phần động từ thì các em có thể thấy rằng trong câu này không có từ nào thể hiện về cái dấu hiệu nhận biết của thì động từ cả. Bạn có làm vườn vào cuối tuần không? Cho nên chúng ta sẽ chọn thì hiện tại đơn cho câu số 2 các bạn nhé. Chủ ngữ là you thì trợ động từ đối với động từ thường nó sẽ là do. Và động từ chính chúng ta cũng để nguyên mẫu. Do you do the gardening at the weekend? Bạn có làm vườn vào cuối tuần không? Câu số 3. Ordinary people need.
about 2,000 calories a day to stay healthy. Những người bình thường thì cần khoảng 2,000 calo một ngày để sống khỏe. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đây là một cái sự thật, cho nên là chúng ta sẽ chia động từ cho câu ở thì hiện tại đơn. Và đây là câu khẳng định, chủ ngữ là pupil là danh từ số nhiều, chúng ta sẽ để nguyên động từ need. Câu số 4, I cannot ride a bicycle when I was 6. Tôi không thể đi xe đạp khi tôi 6 tuổi. Câu này thì các em thấy nó có hai mệnh đề. Mệnh đề thứ hai là when I was 6. Khi tôi 6 tuổi thì từ was này nó là quá khứ của động từ to be rồi. Như vậy thì tôi đã không thể đi xe đạp với khi tôi 6 tuổi, nó là cùng một cái thời điểm. Cho nên ở cái mệnh đề thứ nhất chúng ta cũng chia ở thì quá khứ đơn như mệnh đề thứ hai này các bạn nhé. Và quá khứ đơn của động từ can nó sẽ là could, và phủ định của nó là could not, thì chúng ta có thể viết là could not hoặc là couldn't đều được. Tôi đã không thể đi xe đạp khi tôi 6 tuổi. Câu số 5, last summer Phong not volunteer to teach math to street children. Mùa hè năm trước Phong đã không tình nguyện dạy toán cho những trẻ em đường phố. Vậy thì câu này các em thấy cái từ nhận biết đó chính là last summer, là mùa hè năm trước, thể hiện rằng động từ nó sẽ ở thì quá khứ đơn. Vậy thì chúng ta sẽ chia là phủ định quá khứ đơn của động từ volunteer, trợ động từ là did not hoặc là didn't. Và động từ volunteer này các em để ở dạng nguyên mẫu nhé. Câu số 6, we joined the project plant a tree in 2019 to make our area green. Chúng tôi đã tham gia vào cái dự án là plant a tree, trồng một cây, vào năm 2019 để làm cho nơi chúng ta ở xanh đẹp hơn. Vậy thì ở đây các em thấy có một cái cụm từ chỉ thời gian là in 2019, là vào năm 2019, thể hiện là đây là thì quá khứ đơn. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ thêm ed vào động từ join các bạn nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay với 4 phần. Các em nhớ học bài thật tốt và đón xem video tiếp theo, phần skills, những kỹ năng.